Để tay vậy nó sẽ bơi theo mình ha, và nó múa theo mình rất là đẹp luôn. Vuốt vuốt mấy cái lanh nè. Nó lâu lâu ngồi lên thở ha. Dạ đúng rồi. Thì cá lóc nó nhảy rất là dữ ha. Chứ nếu mà chúng ta không có đậy nắp á là nó sung quá nó nhảy ra ngoài hồ là đi bụi luôn. Cái điều mà khiến cho nó khác với những cái dòng lóc lạnh trên thị trường hiện nay á là về cái độ hiếm của nó, siêu hiếm luôn, gần như là không có trên thị trường. Mà ở giữa hai cái dãy núi của Myanmar, cái thời điểm mà gặp con này á là chỉ vào mùa đông thôi, không có bắt gặp ở mùa khác được. Mà cái nước nó cũng rất là lạnh, tìm được nó đã là một chuyện khó rồi, chứ đừng nói chi là bắt. Theo như những cái người mà chơi lóc vô tình có được cái dòng này thì người ta ghi nhận là đã có con đạt 22-25 cm. Hello, mình là Nam Ngô, còn mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta đang tiếp tục ở nhà của bạn Hữu và sẽ nghe được bạn Hữu chia sẻ về bạn quất cho lộn. Giận nữa, nãy nói tôi lộn. Ok các bạn. Cái rồi lúc mới đầu tiên gặp quất mà cứ lộn tên Hữu, giờ lộn hoài luôn. Ok, rồi vô lại vấn đề chính nha. Trong các clip ngày hôm nay thì quất sẽ chia sẻ với các bạn về một cái dòng cá lóc. Thì cá lóc là một cái tên rất là quen thuộc với mọi người rồi, thì mình cũng có dịp chia sẻ với mọi người ở đối với những anh em chơi lóc cảnh, những cái shop cũng như là bữa có cái buổi offline. Cá lóc thì nó là một cái loài cá nó rất là năng động, rất là lanh lẹ, thì đồng thời nó cũng có nhiều cái biến thể rất là đẹp, nhiều cái dòng từ bình thường cho tới cao cấp đó. Và cái tính cách của nó rất là hay, cho nên là bây giờ nó đang rất là hot, được anh em săn lùng để mà nuôi làm cảnh. Thì bây giờ chúng ta cùng vào clip để nghe những cái chia sẻ của Quốc nha. Giới thiệu với mọi người, đây là một cái dòng lóc mà phải nói là theo như bản thân mình tìm hiểu thì trên thị trường chơi lóc Việt Nam hiện nay, cũng như là sự hiểu biết của anh em chơi lóc cũng như là trên thị trường quốc tế, thì cái dòng lóc này cũng khá là hiếm ha. Thì ok, tại vì nó núp rồi cho nên là bây giờ mình sẽ cho nó ra ha. Hơi rườm rà tí nha mọi người, thông cảm. Sao? Tại vì cái này dành cho những anh em mà nào mà chưa biết ha, tại sao mà lại phải che chắn như vậy. Thì cá lóc nó nhảy rất là dữ ha. Chứ nếu mà chúng ta không có đậy nắp á là nó sung quá nó nhảy ra ngoài hồ là đi bụi luôn. Đây thì giới thiệu mọi người, đây là con Channa Bermanica. Thì đây là một dòng lóc khác xuất xứ so với những dòng lóc mà mình với anh Nam đã từng quay, thì là xuất xứ là ở Indo. Con này thì lại là xuất xứ ở Myanmar. Nó hiện tại vẫn chưa có tên thông thường ha, cho nên là mình không biết gọi nó là gì, thì mình cứ gọi nó là Burma đi. Burma hả? Dạ, Bermanica. Bermanica thì ở tiếng nước ngoài thì là cái liên bang Miến Điện cũ anh. Dạ. Hay quá, nó nghiên cứu động vật rồi lịch sử, văn hóa, thể dục thể thao, địa lý cho tùm lum hết. Thì cái dòng lóc này á, nó có một cái số cái đặc điểm theo như em tìm hiểu thì nó khá giống với cái con lửa băng, Fire and Ice. Thì tuy nhiên cái điểm khác biệt nhất của nó là cái con này nó sẽ có hai cái tay bơi là màu cam. Và cái ở chỗ hai bên lỗ mũi nó sẽ có màu hơi đỏ đỏ. Đó là cái điểm phân biệt kỹ nhất. Và ở trên cái body của nó thì nó sẽ nhìn nó khá giống như cái con lửa băng, nhưng mà nếu như mà anh nhìn theo hai cái đặc điểm kia thì anh sẽ phân biệt được kỹ cái con này. Ngay hai cái mép nó, ngay con mắt nó có hai cái sừng chĩa lên hay gì ta. Dạ đúng rồi anh, tại vì nếu như mà anh nhìn kỹ những cái con lóc mà này á thì nó sẽ có hai cái đó giống như là dạng hai cái râu. Thì thực ra là cái lý do mà tại sao mà bé nó núp thì thực sự mà nói thì em vừa lấy về. Mới lấy về thời gian gần đây cho nên là nó vẫn chưa quen hồ là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nó chưa quen người. Em cũng đã cho ăn rồi, nó bé vẫn ăn bình thường. Cái này là dòng lóc lạnh hả? Dạ, lóc lạnh. Nếu như mà nói đúng thì nó là dòng lóc lùng á, dwarf Channa. Những cái dòng lóc nhỏ thì đều là dwarf Channa hết. Con này mát size bự không em? Con này mát size thì tại vì có một số cái khó khăn. Thứ nhất là về độ hiếm của nó là cực kỳ hiếm. Cái thứ hai nữa là nó không được xuất hiện nhiều trên thị trường chơi lóc hiện nay, cho nên là cái một số những cái thông số của nó vẫn chưa được ghi nhận. Nhưng mà theo như những cái người mà chơi lóc vô tình có được cái dòng này thì người ta ghi nhận là đã có con đạt 22-25 cm. Và cũng cỡ cỡ như dòng một số những cái dòng phổ thông khác. Khác ha. Cái dòng lóc này thì nó có cái gì đặc biệt so với những dòng khác? Cái điều mà khiến cho nó khác với những cái dòng lóc lạnh trên thị trường hiện nay là về cái độ hiếm của nó. Cái độ gọi là siêu hiếm luôn, gần như là không có trên thị trường. Thì cái này cũng là anh Đinh Dương chia sẻ với em.
thì ảnh sở hữu được là lúc trước là ảnh về 10 con trước Tết, và sau bây giờ là ảnh về được 20 con, tuy nhiên là đã chết hơn phân nửa rồi. Cho nên là ngủm ngủm hoài đau buồn quá. Có anh em ơi, thật ra cái chuyện mà cái từ đó thật ra nó cũng phổ thông anh em ha, không nói lại nó nhanh nhưng mà nó khó, đồng thời cũng hơi khó sửa. Nói chung là cũng khá là khó. Đối với cái dòng lốc lạnh á, thì mình sẽ không tránh khỏi được cái việc đó, tại vì vận chuyển như anh biết thì mình sẽ phải vận chuyển là nhiệt độ nước này sẽ khác với nước đúng kia rồi. Cho nên là nếu như mà chỉ cần một cái sự chênh lệch quá lớn thì nó sẽ dẫn đến việc là đi bụi, đột tử. Đột tử đi bụi luôn. Có bạn hỏi là dòng cá lóc nào mà massage mà nhỏ nhất? Massage mà nhỏ nhất hả? Hiện tại thì em vẫn nghĩa là chưa có nắm được cái kích thước gọi là massage của toàn bộ dòng cá lóc. Cá lóc thì nói chung thì nhỏ nhất thì chỉ có em nhớ là nếu như mà vây xanh như cũng 15 á, 15 đến 20 thì tầm đó. Nói chung là nếu mà massage dòng cá lóc nhỏ nhất thì tầm khoảng 15 cho tới 20cm nha. Khánh Đăng gì đó hỏi là cách ghép cá lóc vây xanh, cái này em chắc em có kinh nghiệm vậy này không? Tại vì bản thân em cũng là một người gọi là nuôi theo cái thiên hướng gọi là cái dòng đó như thế nào thì mình nuôi như vậy, chứ không có ép. À, coi như nuôi solo hả? Dạ, nuôi solo. Chứ còn mà ghép thì thực sự mà nói là cái dòng cá nó sẽ không đẹp, cái con cá nó sẽ mất đi cái vẻ đẹp tự nhiên. Thì mình có hôm bữa mình có đi qua bên Trấn Nam á, mình có qua Trấn Nam để mà nó mới nhảy lên à, nó mới bơi à. Qua Trấn Nam thì Trấn Nam có chia sẻ là ghép cá lóc là một cái việc khó hả anh em, và nó mang đến nhiều cái rủi ro. Thì Quốc cũng mới vừa nói đó, thì có thể là nó sẽ đánh nhau, mà thường con cái sẽ đánh con đực đúng không? Hay là nào cũng đánh được hết à, nó đánh qua đánh lại luôn. Dạ, nó đánh qua đánh lại luôn. Thì sẵn chia sẻ đây thì hôm bữa em có qua bên anh Minh Dương thì anh cũng đã cho ghép thử dòng Bermanica này. Thì anh thử với hai phương pháp, thứ nhất là ghép cộng đồng, là ghép với số lượng trên 2 con và ghép cặp. Thì cái cặp mà anh ghép đó thì là con cái cắn con đực tới con đực đi luôn. Cho nên là cái tỷ lệ mà cắn nhau ở lóc mà ghép cặp thì sẽ rất là cao hơn so với ghép cộng đồng. Thì ghép cộng đồng thì nó nhiều con mà đâu biết đánh con nào nào đâu. Thì theo như mình nghĩ này, mình nghĩ thôi nha anh em, tại vì con này nó khó mà mình cũng không có dự đoán được. Thì anh em có thể ghép cộng đồng trước, rồi anh em chọn ra, anh em thấy tụi nào nó hòa thuận với nhau thì anh em bóc tách ra. Chứ còn cũng khó. Ví dụ bên Igu cũng vậy, bên Igu mấy con mà khó phối á, mình đâu có thả từng cặp vô cho phối đâu, mình thả đóng vậy coi nó đè nào nó dứt thì mình biết ok hợp nhãn nhau, chứ mình cũng sao mình hiểu được nó nhìn nó kết con nào được. Ví dụ con người mình nữ với nhau mình có biết chọn, chứ còn mấy con này là mình thua. Nó núp lên, nó núp dưới cái lá bàn à. Được cái rồi. Dòng này là cũng là đánh bắt hoang dã luôn, cho nên là với lại cái địa hình mà bắt nó thì là theo như em nghiên cứu là nó nằm ở giữa hai cái dãy núi của Myanmar. Nghĩa là nó sẽ cái nhiệt độ ở đó nó sẽ khá là lạnh vào mùa đông, mà cái thời điểm mà gặp con này á là chỉ vào mùa đông thôi, không có bắt gặp ở mùa khác được. Và mà anh biết là ví dụ như mà mình bắt gặp ở những cái sông đó thì nó sẽ có những cái dòng chảy xiết, chứ không thể nào mà nó tĩnh lặng hay là nó gì để dễ dàng cho mình bắt được. Mà cái nước nó cũng rất là lạnh chứ không phải là mát mẻ hay gì. Cho nên là cái việc mà bắt nó cũng khá là khó, và cái việc mà có nghĩa là tìm được nó đã là một chuyện khó rồi, chứ đừng nói chi là bắt. Đại Chính Quỳnh nói anh muốn quay lóc nào về em quay nghe đảo em à, chắc phải thu xếp đi về Đại liền quá Đại ơi. Lóc em nằm cả tuần rồi phải làm sao đây? Thì cái việc mà cá lóc nó nằm suốt tuần á, thì là lại là nó chưa quen hồ anh, với lại cái hồ của anh nó set up theo kiểu là nó chưa có cảm thấy happy lắm. Kiểu như là mình vẫn còn đó, giống như cái con này của em thì em set up là em cái lúc mà em lấy về á, là một tuần đầu là em không có để lá bàn, thì thực ra em không kiếm được lá bàn. Thì em mới đọ bể để lá bàn ở đây thì như nãy mọi người thấy là nó cũng đã bắt đầu bơi từ từ. Nhất là Vũ Đặng ơi, em coi trong hồ em có lá bàn chưa, lá bàn khô quá em thả vô cho bé nó, chắc bé nó sẽ cảm thấy thoải mái hơn á. Thì anh đi mấy cái chỗ mấy tiệm cá lóc cảnh của mấy anh em từ bên A Lì nè, Trấn Nam nè, rồi Đinh Dương nè, thì anh em đều sử dụng lá bàn và cái hiệu quả nó rất là tốt, nó giống như là nó làm cho con cá nó thoải mái hơn, giảm căng thẳng hơn. Với lại cái lá bàn nó cũng khi mà nó rớt xuống giống vậy nè, nó sẽ tạo một cái môi trường nhìn nó rất là hoang dã hơn, nhìn nó giống như một cái lòng sông vậy. Tụi nó thấy cảnh nó quen thuộc ha. Dạ đúng rồi. Blaheri là cái gì? Blaheri là cầu vòng ngũ sắc, không phải nha bạn ơi. Tại vì Blaheri nó không có cái mũi màu đỏ nha. Nó nhỏ nhất đó. Nó ý cái bạn đó là nói là con Blaheri là cái dòng nhỏ nhất đó. Okay, thank you bạn. Đầu tròn vây có màu sắc xanh vàng tím tùy từng vùng nước.
đúng không? Có bạn Tân Đỗ nói nè, anh rau gì đó không biết luôn, anh rau là vây xanh à, vây xanh nè à. À, gì nam mê lửa bằng thì CS không biết luôn. Nữ hoàng ở Sài Gòn nuôi cần chiller, cần chứ hả? À, tại vì thực ra nữ hoàng thì hiện tại có một số anh em chơi không cần chiller luôn anh. Họ không cần chiller, nhưng mà em có nghe một số người họ muốn là cái con cá nó bộc lộ hết cái vẻ đẹp của nó thì họ sẽ sử dụng chiller hoặc là sẽ sử dụng quạt. Giống như là họ sẽ sử dụng, có một số anh á, thì em bữa em có được chia sẻ bởi một người anh chơi nữ hoàng mà anh sẽ đắp cái hồ như thế này nè. Là sẽ dán cách nhiệt xung quanh hồ luôn, dán kính và để một cái chỗ để cho cái quạt nó thổi xuống thì mình sẽ giữ được nhiệt độ từ 25 đến 26 độ. Thì nói chung là nhiệt độ thấp thì bé nó sẽ cảm thấy thoải mái hơn nha Huy ơi. Này vây xanh hoặc lửa băng. À có bạn nói cái này là vây xanh hoặc là lửa băng. Thì cái này là lóc miếng điện nha anh em. Lóc miếng điện, nghĩa là nó giống cái con lửa băng thôi. Nếu đây là anh rau thật thì em đang có một cặp. Thấy không, cái này là miếng điện anh em nha. Anh rau, thực ra anh rau thì nó đâu có mũi đỏ đâu mọi người, nó sẽ có cái vây lưng màu xanh thôi. Anh rau là vây xanh đúng không? Thì nó là vây xanh thôi, còn cái này nó mũi đỏ, anh em nhìn kỹ cái lỗ mũi nè anh em. Thấy mũi đỏ không? Anh em nhìn kỹ nha, đó. Chưa gì hết nước cao thế. À, ý là nói là bé nó mới về mà em cho nước cao quá đúng không? Tại vì nước á, thì em để nó hạ từ từ thôi. Chứ tại vì lỡ lúc đầu á, là em chỉ cho nước tới đây. Nhưng mà sao tự nhiên em để bơm cao lên để cho nó lúc, có nghĩa là lúc đầu em cho cái nửa phần này thôi đúng không? Đúng rồi. Thì đúng rồi, bữa anh cũng nghe anh em chia sẻ là lúc mới về mình để nước thấp cho nó mau thích nghi hơn. Làm sao cho cá sung vậy em? Bước coi. Cái này sung thì chắc trước tiên mình phải làm cho nó quen hồ trước anh. Quen hồ thì nó sẽ bắt đầu, nó khi mà nó ăn á, thì mình sẽ bắt đầu dụ mồi. Cái này em cũng nghe chia sẻ lại thôi, nếu như mà muốn thì các bạn có thể qua kênh của Trắng Nam, anh Nam sẽ chia sẻ kỹ hơn. Ok, có bạn hỏi là cá của em tự nhiên bỏ ăn với cụp đuôi là bị sao vậy anh? Cái đó thì không rõ luôn, khó quá. Ok, có mấy cái khó quá thì anh em cái này mấy anh em hỏi mấy anh em ok, để mình sẽ đi qua mấy chỗ của mấy anh em chuyên về lóc hơn rồi mình sẽ livestream và anh em có thể đặt câu hỏi trực tiếp này đó nha. Sử dụng nước máy nuôi lóc bông thái được không anh? Nước máy hả? Nhưng mà kiểu em thì bản thân em cũng sử dụng nước máy. Thì mình nhưng mà khi mà mình bơm vô á thì mình cứ bơm từ từ thôi. Mình đừng có bơm cái ào vô. Mình cứ nhỏ cho nó nhỏ chảy dòng nhỏ. Để cho nó thoát, nó bay bớt cái kia đúng không? Lo đồ này nọ đúng không? Quay vàn lọc đi. Vàn lọc. Em đâu có lọc gì đó. Em có vậy thôi. Vàng lọc không có vàng lọc anh em ơi, mà hình như con cá lóc nó cũng khỏe nữa, nó không cần lọc luôn nha anh em. Mấy anh em mà đi tham quan những cái shop cá lóc á thì mấy anh em dân cá lóc sẽ không có sử dụng lọc quá cầu kỳ đó. Rồi, coi như là tạm trả lời đầy đủ tin nhắn của anh em nha. Rồi anh em cần hỏi gì thì cứ comment tiếp nha anh em. Thì cái này là coi cá, dòng cá nước lạnh em có dùng chiller cho nó không? Em không dùng chiller anh, nhưng mà em sử dụng quạt. Quạt hả? Dạ quạt, quạt đôi. Thì cái quạt này nó như bình thường nó sẽ hạ từ 2 đến 3 độ. Tuy nhiên là em muốn hạ max hết mức có thể luôn. Thì em sẽ dán cách nhiệt. Dán cách nhiệt 3 miếng xong rồi phía trên cũng dán luôn. Cái miếng bạc đó là cách nhiệt nè, miếng này nè bạn. Dạ đúng rồi. Thì cái này là nãy là em nói là em mới học được một chiêu cho em nhiệt vậy hả? Cái này của bên mấy anh chơi tép á. Đâu em chia sẻ lại cụ cặn kẽ cho mọi người có kinh nghiệm với. Bây giờ muốn nếu mà nuôi cái dòng lóc lạnh thì nó cần nhiệt độ thấp. Để nó hoạt động coi như là năng động hơn. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà mua làm lạnh thì nó có hai cách, một là chiller, hai là dùng quạt. Chiller thì nó tốn kém. Thì em đang hướng dẫn mọi người một cái cách nó tiết kiệm hơn đúng không? Mời em bắt đầu. Rồi ok, thì cái quạt á, thì theo như mọi người biết thì là nó sẽ hạ nhiệt độ được của hồ cá. Tuy nhiên là cái nhiệt độ mà nó hạ được chỉ có từ 2 đến 3 độ thôi. Ví dụ như nhiệt độ bên ngoài bình thường của mình á là nó cỡ 28-30 độ thì nó chỉ hạ được tới cỡ 26 độ. Tuy nhiên của em là hạ được tới gần 24-25 độ luôn. Thì nghĩa là em sẽ sử dụng những cái miếng cách nhiệt này em dán xung quanh hồ. Dán ba mặt thôi, chừa cái mặt này lại để mình ngắm nha mọi người, chứ mọi người đừng dán hết nha. Okay. Hết khỏi thấy luôn á. Ở dưới thì mọi người có thể dán cũng được, nhưng mà ở dưới thì em có lót gạch. Lót gạch thì cho nên em không thể nào dán được nữa. Lót miếng gạch để em đỡ ở dưới. Đây miếng gạch bông đi ở đây. Rồi ở phía trên thì em vẫn dán luôn, dán để cho gió nó cứ ở trong đây. Nó cứ ở trong đây nó phà xuống. Đây các bạn, cái đây là cái miếng kiến mà
nắp đậy để cho cá lóc thì anh em lưu ý nuôi cá lóc thì nhớ làm cái mặt đậy nha. Mấy anh em khác là dùng mặt bằng lưới, còn Quốc thì sử dụng cái mặt bằng kính em, và có đồng lưới luôn. Có lưới luôn. À, có lưới luôn. Dạ. Và đồng thời là dán một cái lớp này để nó cách nhiệt ra, nó làm không làm tăng nhiệt độ nước nha. Rồi, ok, tiếp tục. Giờ sử dụng quạt. Rồi, sử dụng quạt mình cứ để quạt vô thôi. Mình nghĩa là mình sẽ như thế này. Cho em rút cái lọc ra lên sao ta. Để tạm ở đây đi. Đó, thì em sẽ để như thế này. Đó, thì là nó sẽ chắn hết cái gió đi ra. Chắn hết gió đi ra, xong em sẽ dùng những cái vật nặng á, đè lên. Đè lên, xong rồi quạt thì em cứ để vô thôi. Đó, thì nó sẽ có một cái khe này. Gió nó sẽ thổi xuống và nó sẽ không táp lên, nó sẽ không thoát ra quá nhiều. À, ok, thì nó sẽ giảm thêm được mấy độ nữa? À, nghĩa là cũng cỡ là từ 28 nó giảm xuống cỡ 24-25 độ. 24-25 độ là đẹp cho dòng lốc lạnh. Dạ, đúng rồi. Ok, mà sao em biết 24-25 độ, em dùng gì em đo mà em biết? Em sẽ không sử dụng như mấy bạn mà hay chơi cá là họ sẽ có những cái thiết bị đo em cho cá, thì em sử dụng cái này. Súng bắn laser. Ở này test coi mày, mùa cúm anh thấy nhiều lắm á, mùa cái này mùa Covid là anh thấy sử dụng này nhiều lắm. Nào bắn là chính xác không em coi rồi. Tại vì cũng hên xui lâu lâu. Trời ơi, sao biểu diễn hên xui, trả vé nãy bị trả vé hết lần rồi. 25 độ 7. Độ 7. À. Cũng cỡ cỡ đó. Ok. Lốc lạnh tức là nó cần cái nhiệt độ nó mát hơn, thì những cái lớp tách nhiệt này nó sẽ làm cho cái những cái hơi mát nó không bị thoát ra ngoài, những cái hơi nóng nó không xâm nhập vô được. Hả? Anh em chơi cá thường dùng nhiệt kế, ok, okay. À, thì anh em chơi cá dùng nhiệt kế, anh thấy Quốc dùng cái nhiệt kế điện tử bấm tiểu hoàng đế, không phải tiểu hoàng đế em ơi, cái này là lốc miếng điện. Tiểu hoàng đế thì nó sẽ khá là to nha, tại vì tiểu hoàng đế như tới 30-35 xăng rồi. Mát sai á. Dạ, mát sai. Mình qua gần biên giới mua á bạn. What? Mua gì gần biên giới ta? À, chắc anh em đang nói chuyện với nhau quá. Anh em đi biên giới mà bắt đầu cho tôi đi với. Rồi con lốc nó càng lớn nó càng thụ động này hả ta? Dạ đúng rồi anh, tại vì những cái con lốc á mà nó càng to thì cái nghĩa là cái sức ăn của nó sẽ càng nhiều. Nó càng nhiều, nhưng mà đối với người chơi á thì em thấy là người ta sẽ cho, thường sẽ cho ăn ít lại chứ không có cho nó ăn quá nhiều đâu. Ok các bạn. À, vừa rồi là chúng ta vừa tìm hiểu một dòng cá lóc mà nó cũng chưa xuất hiện trên kênh Nam Công Farm lần nào luôn, đó là dòng lóc miếng điện. Đó thì đây cũng là một dòng lóc lạnh và có kích thước tối đa nó tầm khoảng 20 ha. 20-25 cm, nói chung là nó cũng chung chung nhỏ nhỏ chứ không quá bự ha. Thì cá lóc hiện nay rất là được anh em ưa chuộng để mà nuôi làm cảnh, bởi vì nó cái tính cách của nó năng động nè, nó lanh nè, nó cũng đẹp nữa. Và nó tương đối là dễ chăm sóc, trang thiết bị thì không cần quá cầu kỳ, cho nên đó là sự lựa chọn của anh em ngày nay đang rất là hot luôn. Và nó khi mà nó tương tác với người chủ rất là tốt ha. Bé này thì mới về nó chưa dạng lắm, chứ một khi nó dạng rồi, nó chơi rồi là mình để tay vậy nó sẽ bơi theo mình ha, và nó múa theo mình rất là đẹp luôn. Ok, nếu mà anh em có hứng thú với dòng lốc này thì có thể tìm thử. Nói chung giá nó cũng dễ chịu lắm, về mình ngắm nó sau những gọi là giờ phút làm việc mệt mỏi thì nó cũng xả chết dữ lắm nha anh em. Có nhiều dòng cá lóc rất là đẹp luôn, nhưng mà nó cũng sẽ mắc tiền á, vài chục củ có, trăm mấy có luôn á. Con cá lóc mà trăm mấy chục củ anh em thấy chưa đó, mà nó rất là đẹp đó. Lanh nè kìa, lanh nè kìa, lanh nè kìa, vuốt vuốt mấy cái lanh nè, nó lâu lâu ngồi lên thở ha. Dạ đúng rồi. Mà chắc thôi chắc em lấy luôn cái cục bio này ra luôn chứ để nó núp hoài đúng không? Dạ, nó núp hoài nó sẽ lâu tương tác, nó lâu dạng, lấy ra đi. Rồi ok mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ. Đón chờ clip tiếp theo của mình nha. Bye bye.